Bây giờ xin chào cả nhà nha. Giờ con chim này chim sống nha. À, quay chim này nè. Chim sống là mình sẽ cho chim mình nó phi, nó bay, nó chụp con chim này cho nó bắt bắt coi nha. Cho cái cỏ người ta. Nè, nè. Đó, chụp. Đó, mở cái chim luôn. Đó. Giờ nó ôm chân nó nè, ôm nguyên một con ai, con gì con này con mỏ nhát, cái con này con gì đó, đầu con gì mà đuôi dài dữ. Rồi ăn đi, ăn cái bánh nào, mình quay cho nó thấy là chim mình nó phi về chụp thoải mái luôn, bao sang luôn, bao chơi, bao phi, bao tất cả dùng bao chấp chấp tất cả thật luôn. Bây giờ là ngày nay là ngày 13 tháng 4 năm 2020. Giờ là 12 giờ mấy rồi. Đó, mình xin mời các bác xem clip của mình nha. Thấy các bác hay thì các bác đăng ký chia sẻ giùm mình, đăng ký kênh để mình có động lực để mình quay clip mới xem các bác xem hàng ngày nha. Đây. Đó. Rồi, mình xin chào và hẹn lại các bác nha. Hẹn gặp lại clip sau nha.